Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm vòng cẩm thạch đỏ bọc vàng. Vòng cẩm thạch đỏ bọc vàng độc đáo và nổi bật với màu đỏ của ngọc cẩm thạch, phù hợp cho người mệnh hỏa và mệnh thổ. Kiểu dáng đơn giản mà tinh tế, giúp tôn lên nét đẹp của người phụ nữ. Vòng cẩm thạch đỏ bọc vàng được bảo hành uy tín, giao hàng toàn quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.